Thì ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Rose17 đây các bạn ạ. Chúc các bạn ngày mới thật là vui vẻ nhé anh em. Thì mấy ngày nay mình có công việc cá nhân là mình không ra được video các bạn ạ. Mong các bạn thông cảm nhé. Thì chắc lúc mà tôi đăng video lên mẹ rồi thì các bạn đi học quá rồi còn gì nữa. Đúng. Nói đùa với anh em vậy thôi, chưa vô năm học đâu anh em mà, chỉ mới đi nhận lớp rồi các bạn ơi. Đấy thì hôm nay tôi sẽ test khổ 1187 vũ trụ hủy diệt nhá các bạn nha. Đấy, xem coi các bạn có nên mua khổ này không, để cho các bạn học sinh sinh viên gọi là mua các bạn ạ. Đấy thì mình đã mua khổ này cách đây khoảng mấy tháng rồi các bạn ơi. Giờ mình chỉ cần test lại cho anh em xem coi nó có vẻ là ngon không. Và khổ M1187 hủy diệt của tôi ấy là nó level 4 nha các bạn nha. Nó đủ dùng rồi các bạn ạ, không phải cần lên level 7 đâu các bạn ơi. Mà theo khách quan của mình test khổ này cách đây mấy tháng trước rồi. Thì nếu các bạn nào có tiền thì mua thôi, không có tiền thì đừng có nên mua nha. Một là mua khổ M1187 thế giới ngầm, hai là mua khổ 7 đá đó các bạn ạ. Đấy, khổ màu đỏ đỏ đó mình có để trên màn hình đây nè. Đấy, anh em nào mà có tiền mua khổ đó, đừng có mua khổ súng M1887 vũ trụ hủy diệt đó. Bắn nó như cứt đây anh em à. Thề anh em nào có tiền ấy thì phải nâng level 7 ấy thì nó mới mạnh. Còn anh em mà nâng level 4 giống như tôi ấy thì bắn như shit ấy, gài đạn lâu vãi cả lều luôn. Theo góc độ gọi là người nghèo như tôi test đấy các bạn ạ. Nó nghèo vãi cả lều luôn, test khổ level 4 á. Gài đạn thì gài chậm, mẹ còn đắt tiền á. Hình như là mình săn khổ đó khoảng K2 kim cương đó các bạn ạ. Hai lốp. Còn chưa nói tiền nâng cấp nữa, phải nói chung là 300.000 400.000 gì đó thì mới lên level 4 các bạn ạ. Đấy a đùi như một cháu ở đây. Ủa ơi, ui tôi đi trên không luôn kìa anh em. Mẹ ảo ma vậy các bạn ơi. Trời ơi là trời ơi, ảo ma vậy. À đúng, mày chạy đi đâu? Một cháu lên bản đánh số cứ ngán đường của tao đi kiếm súng làm cái gì vậy? Trời ơi là trời, này có M1887 không? Ủa, tôi tưởng nó có M1887 các bạn ạ. Đấy anh em à. Đấy thì theo góc độ nhìn của tôi thì test khổ này gọi là mấy tháng rồi đấy anh em à. Test lâu vãi cả cứt rồi. Chơi khổ này cũng nhiều lần lắm rồi. Thì nếu anh em nào có tiền thì mua thì mua. Anh em nào mà không có tiền ấy mà muốn mua một khổ nào mà ngon ngon mà xài gọi là một skin duy nhất thế thì đừng có lên mua khổ này nha. Một là mua thế giới ngầm, hai là mua khổ màu đỏ đỏ này là tôi để trên màn hình cho anh em đó. Đó, anh em mua hai khổ đó cho tôi. Và đây hôm nay tôi sẽ test cho anh em luôn nha. Còn anh em nào muốn mua thì cứ mua thôi. Anh em nào thừa tiền ấy, gọi là thừa tiền vãi cứt luôn. Mình không có thừa tiền đâu anh em à. Lúc đó mình làm clip nên mình mới mua cho các bạn xem thôi. Bán thật đi mới mua được đấy. Đấy, không phải đùa đâu các bạn ơi. Nên là mình giờ mình sẽ test lại cho anh em xem có nên mua nhá. Nhưng mà tôi đánh giá luôn là không nên mua rồi đấy. Ok chưa? Và trận này tôi sẽ đi solo squad nha các bạn nha. Để xem coi dạo này tôi không chơi game, xem coi trình độ tôi có thể gọi là đẳng cấp không. Một cháu lên bản điểm số nè. Đấy, tôi đã có trình rồi thì làm cái gì cũng gọi là có trình các bạn ơi. Không bao giờ bị lỗi trình được các bạn ạ. Trừ khi các bạn phải nghỉ game cả tháng, 2 tháng thì lúc đó trình của các bạn xuống rồi các bạn ơi. Mình nghỉ game có mấy ngày rồi, quay lại thì bắn như bình thường đó các bạn ơi. Sắp tới mình cũng phải làm cho bạn các bạn cái bản đồ nhạy OB46 đó các bạn ạ. Đấy, các bạn đồ nhạy OB46 để xem coi test nó sẽ như thế nào nhá anh em nhá. Ok, như dưới đây có người hay sao các bạn ạ? Hôm nay thấy có đứa bắn nhau bên đây mà ta. Ủa đâu mất tiểu ơi. Trời ơi là trời. Hôm nay ta vừa thấy có người bên đây bắn nhau mà. Cái đổ săn thật đấy chơ. Ui tôi nhảy vùng săn nãy giờ mà không có mà 1887 ta. Hơi bị kỳ nhen, hơi bị kỳ nhen. Đổ săn thật đấy chơ. Để tôi kiếm cây M1887 tôi đi solo cho anh em xem này. Hôm nay tôi đi solo squad luôn nha các bạn nha. Chứ nhiều anh em bảo tôi là bắn gà quá rồi, không có chính rồi các thứ nữa, tôi cũng mệt lắm anh em à. Nên là tôi sẽ đi solo squad để cho anh em biết thế là gọi là lễ hội luôn đấy nha anh em. Ok, yes sir anh em ơi, thì tôi đã lấy được cây M1887 rồi các bạn ạ. Chơi đảo sa mạc này mà không có mã Santino. Trời ơi. Giờ này mà còn Santino á bạn. Trường lớp pro này thì trường lớp pro. Santino giờ chỉ có những người pro laser chơi thì mới gọi là thành thạo đó các bạn ơi. Chứ những thằng cùi bắp bắp mà chơi đó chỉ có lên bảy điểm số thôi chứ còn gì nữa. Quá chuẩn luôn. Sau một hồi đi gọi là không có người luôn anh em ạ. Nên là tôi quyết định tôi sẽ ở trạm vào phòng này tôi lấy đồ nhá anh em nhá. Ai xa, nghe tiếng xe à, cảnh sát giao thông đó. Đây, dừng xe ngay, tội phạm bị truy nã và chạy như thật vậy anh em à. Cái đầu săn thật đấy chứ. Ui, mà công nhận ở cái map sa mạc này mình thích nhất là cái súng móc anh em à. Ui, cái súng móc này đỡ một phần là đỡ cho anh em chạy bo nè, cho anh em chạy trốn đệt nè, thì chạy nhanh hơn nữa là anh em đó. Tôi thích ở cái map sa mạc là như vậy. Còn chứ cái bản đồ sa mạc tôi không có thích mấy đâu các bạn ơi. Tôi chỉ thích chơi đảo quân sự đó các bạn ạ. Đảo thiên đường ok đó các bạn ạ. Đấy thì cái đảo này thì tôi là không thích các bạn ơi. Đấy, đảo sa mạc hồi xưa nhớ một lần là nó ra xong rồi bị ăn gà ăn xóa luôn hay sao đó các bạn ạ. Mình nhớ không nhầm cái thời gian đó là 2020-2021 hay sao đó các bạn ạ. Đó ra xong rồi bị xóa, giờ lại quay lại anh em mà tôi cũng chả hiểu tại sao nó quay lại nữa các bạn ơi. Đây nè, anh em nhìn tôi nè, nhìn tôi móc qua nè. Đó, móc cái tuyển thủ chuyên nghiệp nó phải khác anh em ạ. Đấy, ở cái đảo sa mạc này mình thích mỗi vậy đó các bạn ơi. À trời, có người luôn kìa. Mày quan trò luôn à. Quan trò luôn, ui ơi, quan trò thế này là dở rồi các bạn ơi. One shot.
nói đùa anh em tí thôi, bắn người chứ pha này mà vẫn one shot là chỉ có toang thôi các bạn ạ. Chỉ có những tay to pro đó các bạn ơi, như mình gào quắc vậy, mình đi solo squad các bạn full nờ người cho anh em xem ấy anh em ạ. Đấy, tôi đi solo squad trận này, trận cuối tôi lên siêu cao thủ 3 sao nha các bạn nha, lên 4k điểm đó các bạn ạ. Đây trận cuối luôn đấy anh em ạ. Đấy anh em này bảo tôi đi bắn boss nữa, chịu ơi. Mùa sau anh em nào muốn tôi leo thách đấu thì nhấn like và đăng ký nhiệt tình cái video này đi, nhấn like và đăng ký nhiệt tình cái video này đi. Tại vì mùa sau mà leo rank thách đấu á là tôi đi học cũng gọi là hơi bị khổ đấy các bạn ạ. À mình không sao đâu các bạn ơi, đầu năm vô bà cô giáo và có dạy học gì đâu, vô đó ôn lại kiến thức cũ chứ gì, đúng không anh em, đúng không? Ê, trời ơi, sao mong được, trời ơi, nhiều khi nó lỗi ghê luôn ý. Nó với cái cây súng này, cây súng này với cái gì ta, cái cửa dịch chuyển đó các bạn ạ, thường nó lỗi ghê luôn đó các bạn ơi. Mẹ nhiều khi mình chết oan do cái đó đó các bạn ạ. Ai xà, hình như là bên đây có người luôn kìa, một cháu con trò luôn, con trò luôn. Ui anh em thấy thôi, con trò sức cả đẳng cấp không, quá là bro lấy dớ luôn là ném mà. Ai quá đủ đây đây, một cháu ui lên bảng điểm số. Hồi nãy là quan sọt lỗi thôi anh em à, giờ mới là quan sọt lại đấy các bạn ơi. Đấy, mùa sau anh em nào muốn tôi mà kiểu là leo thách đấu luôn á thì comment xuống nhau các bạn nha. Cái này là leo thách đấu nghiêm túc nha các bạn nha, leo thách đấu nghiêm túc luôn các bạn ạ. À, anh em nào muốn tôi leo bằng BC ấy thì comment xuống bên dưới luôn nha các bạn. Leo BC có gọi là đẳng cấp anh em à. Ơ từ từ tên trai, bắn nhau trên đồ nước kiện 2 à, từ từ mấy ba ơi. Bắn nhau gì mà cả. Ui, khu này mình đếm sơ sơ phải 2 tem đây. Ui. Trời ơi, trời ơi, đâu ra tự nhiên con này vậy trời. Á à, đủ phỏng thật đấy chứ. Mà em đông ơi, hai cháu luôn. Mày. Ui anh em ơi, từ các bạn ơi. Bình tĩnh và xử lý. À đây. Ở đây cuốn máu với chúng tôi. Đấy mày. Ê, bên kia vẫn còn người các bạn ạ, để tôi gạt luôn. Không tí nó lại cái kiểu tôi nữa lại to đấy các bạn ạ. Đậu săn thật đấy, trời là trời. Ui tôi lại nghe tiếng chân các bạn ơi. Nhưng mà tôi không biết là hướng bên nào nhá. Đậu săn, à đây này. Mày lên bảng điểm số luôn. Vớ vẩn. Tại vì tôi chơi game tôi không có đeo tai nghe nên mà. Khi nào mà tôi chơi PC bắt đầu tôi mới đeo tai nghe các bạn ơi. Nên là tôi nghe tiếng chân nhiều hướng lắm, tôi không biết được các bạn ạ. Ủa ấy. Mà sao đấu như vậy bên hai ơi. Ui cái khu này mình đếm sơ sơ không phải là hình như nó tập trung hết về khu này luôn đó các bạn ạ. Nó tập trung hết về khu này luôn ý. Quái cả lều thật đấy chơ. À đây anh sẽ được bảo chưa. Ủa ơi anh Ronaldo, chúng ta lại cùng tên, cùng fan hâm mộ mà sao. Lên đây bất chợt vậy anh hai. Mình phải xử bạn thôi bạn ơi. Tại vì sao? Tại vì tôi mà không xử bạn tôi mất cái top 1 nó lại toang đấy các bạn ạ. Xin lỗi Ronaldo nhiều nhá. Dạ, bên kia vẫn còn người anh em ạ. À đây. Chạy đi đâu? Lấp la lấp ló hả? Trộm cướp hả? Mày trộm cướp hả? À bên đây vẫn còn người anh em ạ. Ôi. Má à, đâu vậy? Ui. Đó mẹ tôi nghĩ nó cầm SK hoặc AK các bạn ạ. Nó chỉ có bắn mà kiểu đam đau như vậy là chỉ có SK hoặc AK thôi. Hai là nó cầm FVD hoặc là chim ngọc kiến các bạn ạ. Đậu săn thì đấy chứ, tôi đoán hết bọn này luôn mà. Lên đây tôi bắn thấy mỏi luôn. Mà chạy đi đâu? Ủa, à đù, chạy cũng nhanh đấy. Chạy cũng nhanh đấy các bạn ạ. Xuống chơi thấy mẹ luôn. Nó đâu rồi? Ui. Em chạy nhanh vậy, phải cả lều anh em à. Thôi đi ngược lại các bạn ơi, đường đó hồi nãy tôi thấy đông lắm. Đường này còn có lối mà chạy bò các bạn, nó không tí bị toang. Để tôi bắn lên đây được không? Tôi lên cái tháp này để tôi ke hợp lý nè. Ui không lên được ta, kỳ ấy. Từ để tôi mua cổng di chuyển lên đó các bạn ạ, để xem có cổng di chuyển nó có lên được không nha các bạn nha. Mà em cổng di chuyển mà không lên được đi lại bố luôn. Ồ mà bo nó không thu về đó nên mà giờ tôi để ý bo nó không thu về đó nên là tôi phải chạy bo đó các bạn ạ. Nha bo này mà cắn một phát là thôi ối trời ơi đó các bạn ạ. Thôi không sao, mình có súng móc mà anh em. Ai già đang bắn nhau bên đây anh em à, căng thẳng quá nhờ. Ê hình như tôi vẫn móc qua được mà đúng không? Đúng rồi, mày tới không chuyện à? Mày tới công chuyện rồi, lên bản số luôn. Chạy đi đâu nữa hả? Cho nên thằng đó nó tưởng là mình không thể bay qua được, ai ngờ mình bay qua được anh em à, rất là bất ngờ luôn. Trời à, như bên đây vẫn có bắn nhau. Ui đậu săn đâu vậy anh hai? Trời là trời, từ các bạn ơi, tôi hồi mình máu đó các bạn ạ. Ui bên kia vẫn còn người các bạn ơi, từ để tôi chạy về chỗ cũ các bạn ơi, để tôi chạy về chỗ cũ chứ chỗ này mà ở lại nó bay màu đấy. Hiện tại trên bản đồ còn 10 đứa nữa mà tôi đã tiêu diệt được 11 thằng rồi các bạn ạ. Ai dạ một đầu nè, chạy đi đâu? Ui đâu ấy? Ui anh em ơi, anh em từ để tôi lên nhà tôi lấy cái chỗ ke bắt đầu tôi công đó các bạn ạ. Mẹ mày đông vậy, trời là trời. Đậu săn thật đấy chứ, đặt quả mìn cái tí lên là cho lên bảng đi số rồi. À đây, chạy đi đâu? Ui lên luôn rồi hả? Nhanh vậy, đậu săn mà mày lên nhà, vào nhà mà không hỏi chủ, vào nhà, vào nhà mà không hỏi chủ á mày, mày vào nhà mày không hỏi chủ á mày, mày quen rồi ấy mày. Ê em ơi, từ vẫn còn đồng đội nó các bạn ạ. À. Đúng rồi, vẫn còn đồng đội nó. À, cứu ạ, à, cứu. Ui, ê, từ.
này thì keo tròn, cho mình keo tròn đi, mình keo tròn đi. À, vẫn còn người, vẫn còn người ở dưới, vẫn còn người dưới. Ui, nóc rồi anh em ơi, lên lên gạt, lên gạt, lên gạt. Ui, ha, tôi thấy bể keo rồi mà ta sao giờ vẫn còn có keo ra, hay là nó chết nhỉ? Đúng rồi, nó chết rồi các bạn ơi, đúng rồi. Rồi tới câu chuyện mình đi nha mày, mình chạy cho mà chết luôn, gạt luôn, gạt luôn. Ui, ha, tôi hôm nay tôi bị dính gọi là lựu đạn của tôi luôn rồi các bạn ạ. Ui, 14 kill rồi à, còn 6 đứa nữa, còn 5 đứa nữa, nếu mà 5 đứa nữa được, nếu mà mình ăn được 5 đứa nữa thì mình mới được có 19 kill rồi các bạn ạ. Nên là tôi sẽ quyết định trận này 15 kill là vừa, 15 kill là đẹp, nếu 16, 17 kill thì càng tốt các bạn ơi. Tại vì trận này là trận đầu ngày của mình luôn, trận đầu ngày đi solo squad luôn, trận đầu ngày để lên run luôn các bạn ạ. Đấy, nên là bắn phải cẩn thận tí các bạn ơi. Ok, ok, anh em nào muốn tôi chơi ai là triệu phú của bác gấu không? Anh em nào muốn tôi chơi ai là triệu phú của bác gấu ấy, thì để clip này 300 like nha. Tôi sẽ lên like của bác gấu, tôi bắn solo 1v4 thôi nha các bạn nha. 1v4 luôn, thường thường ấy người ta bắn tem 4 ấy thì đã khó rồi. Mà anh em biết tôi đi bắn 1v4 luôn là nó cỡ nào đấy anh em à. 300 like, đủ 300 like tôi lên 1v4 thôi nha các bạn. Ấy dạ, bên kia vẫn coi bắn nhau à, ha, ha, ha. Bụi cỏ à, giờ bụi cỏ sao làm khó được ăn, bụi cỏ sao làm khó được ăn, bụi cỏ sao làm khó được ăn. Cay, cay. Từ từ anh em ơi, à tem riêng anh em ơi, tôi cứ tưởng bọn nó tem chung, anh người tem riêng các bạn ạ. Trời ơi, từ từ các bạn ơi, để tôi kê cái thằng bên ngoài kia đã, để cho nó bay màu đã, tôi bắt đầu vô trong được. Đúng rồi, bay màu luôn đi. Hiện tại còn 3 đứa nữa. Theo tôi suy đoán nha thì bọn này cùng một tem các bạn ạ. Theo tôi suy đoán, ơi, vậy là không cùng một tem mà hồi nãy tôi thấy nó bắn thằng nào kìa anh em. À, hai đứa à? À, vậy là khác nhau. Hai đứa với một đứa. Ui, vậy mình mà thua pha này là mình gọi là top 3 đấy. Không sao. Tôi sẽ cố gắng lấy top 1 cho anh em xem nhá anh em. Chỉ cần anh em nhấn like và đăng ký thôi. Là tôi có động lực để làm video rồi. À, đang bắn nhau này anh em. Hay xà, đang bắn nhau rồi, lột mạng cho tôi rồi. À, để chạy đi mày. À, mày chạy đi á mày. À, đấy, lên bảng điểm số luôn à. À, đấy, chạy đi đâu. Siêu. Sợi top 1, đẳng cấp chưa anh em? Đẳng cấp chưa anh em, nên ra luôn này. Đấy, tôi bảo rồi, siêu huyền thoại nha, không có bịp anh em đâu nha. Mẹ Rosy này là chỉ có uy tín thôi, chưa bao giờ bịp đâu anh em à. Ok chưa anh em? Quá là ok la luôn các bạn ạ. 74 điểm luôn này, trận đầu ngày luôn nè các bạn ạ. Đấy, top 1 mười mấy kill vậy? Mẹ quên mẹ rồi, nhưng mà mình vẫn là top 1 đẳng cấp vãi lều luôn em à. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ đi ghép tem thế giới nha các bạn ạ. À, đấy để xem coi. Á à, đủ cao thủ luôn kìa, mạng mình ghê vậy. Tôi ra luôn anh em mà, nó hỏi có biết không, tôi bảo không có nên là tôi ra luôn các bạn ơi. Đấy, để đỡ làm phiền người ta các bạn ạ. Đấy, giờ tôi sẽ đi tiếm tem thứ hai nha các bạn nha. Ơ, lại tem này, what the fuck man. Trời, lại các bạn ơi, lại xem tem nào có đủ. Gái anh em ơi, gái. Ui, có mít không, có mít đi mấy bạn ơi. Có mít, vãi cả lều, như là không ai có mít luôn các bạn ạ. Quỷ vô luôn kìa. Gán thật sự các bạn ạ. À, thôi các bạn ơi, giờ tôi sẽ vô tôi chơi kiểu là gắn tem nha các bạn nha. Gắn nữ không được không sao. Nhiều bạn gọi là bạn nữ kiểu trầm tính đó các bạn. Mình cũng thích mấy bạn như vậy các bạn ơi. Mình không có thích kiểu năn nợ quá. Ê, chạy đi đâu một cháu này. Lên cái bảng điểm số luôn đi chứ hả? Tuấn Lô Pro. Ui trời má, sao nó cắn nến đau dữ vậy anh hai. Từ từ các bạn ơi. Ui, con gái mày nhảy cọc trời cũng lại chất chơi người rồi đó các bạn ạ. Để tôi cuốn mí máu đó các bạn ơi. Ha, à, hồi nãy nó bắn khổ gì đâu vậy anh em? Hồi nãy nó bắn cái khổ gì mà đau vách cả lều anh em à. Đậu săn thật đấy chứ. Thử các bạn ơi. Ai giờ như nó sau đây. À, có cắt. Mày mỏi. Chạy đâu. Ui, chết rồi. Tử vả rồi anh em ơi. Tử vả rồi. Trời ơi. Làm mày cay thế anh em. Tử vả luôn các bạn. Trời ơi là trời. Đậu săn. Cay cú đấy nhờ. Để xem mấy bạn gái này làm được cái gì không. Đấy. Ui, ba đứa con gái luôn. Ngon đấy anh em à. Múp ấy. Dí được đấy anh em à. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Sơ anh em ơi, sau một hồi tôi gọi là được cứu rồi, giờ bắt đầu tôi sẽ gọi là đi truyền nha các bạn nha. Mà có một bạn nữ đã phải lên bảng điểm số đâu các bạn ạ. À. Đấy, con gái phải gắn con trai nên là trận này tôi sẽ gắn mấy bạn đấy top 1 nha các bạn. Trận này nó phải lấy được top 1 nha các bạn. Ai dạ đấy. À đúng. Mày một cháu lên bảng điểm số. Ai dạ. Hai đắn một mà không chuột cũng quẻ. Nhưng mà gặp phải tao là sai lầm rồi. Ui, cả tem nóc luôn ghế anh em. Trời ơi, mấy bạn nữ ơi, không sao bạn ơi. Thông cảm cho mấy bạn các bạn ạ. Mấy thằng này mà nam là mấy bạn nữ này mà nam là tôi chửi nãy giờ đó, không sao. Tại vì mấy bạn này mà nữ mà anh em, à, nữ là để bảo vệ anh em mà chứ không phải để bắn nhau anh em hiểu không? Nếu mà bắn ấy thì chỉ có bắn tùm lum thôi các bạn ạ, bắn gọi là bắn tung tóe thôi các bạn ạ. Đấy, bắn tung tóe này anh em hiểu là ý của tôi không? Là bắn vào đầu các thứ anh em mà.
bắn vào trừ từ cái cổ lên anh em, là bắn phun đỏ đó anh em. Trời ơi các bạn ở đây nghĩ cái gì vậy, chả hiểu anh em nghĩ cái gì ở đây luôn ý. Nhiều ông ở đây nghĩ hơi bị đen tối nha, hơi gọi nó hơi bị đen tối đi nha. Không sao sao bạn ơi, giờ tôi sẽ đi cứu đồng đội nha. À tôi xem cu lì, tôi thấy cu lì cứu kiểu là có xu đúng không, nhưng mà cu lì không cứu, cu lì cứu một phát ba người luôn. Hôm nay tôi sẽ làm cái siêu đó nha anh em. Không sao các bạn ơi, tôi khuyến cáo anh em nào mà có trình ấy thì anh em cứu kiểu vậy, còn nếu mà anh em nào không có trình ấy thì đừng có cứu như vậy nha, đồng đội nó chửi chết đấy các bạn ạ. Đấy, anh em nào mà tự tin vô cái trình độ của mình bắn Free Fire hay ấy thì cứu gọi cho tôi, còn em nào không tự tin ấy thì đừng có cứu nha. Đấy, cứu con này để cho địch nó tới nó giết mình sống các bạn ạ. Đấy, để mình lấy được nhiều kill các bạn ơi, chứ trận hồi nãy tôi bắn cái top 1 mà được có mười mấy kill trắng quá anh em à. Nên là trận này tôi tem 4 nữa, sợ ít kill nên là tôi sẽ chơi gọi là bắn gọi là cho bọn nó kiếm mình chơi nó lại thôi các bạn ơi. Ok chưa? Trời ơi, hình như trên đây có bắn nhau hay sao đó các bạn ạ. Tôi nghe đạn nó rum rồ anh em ạ. Đó đúng rồi ơi, đấy đấy chứ. Tôi biết ngay mà, nó cầm xe tới nó gọi là nó quất tôi được kìa các bạn ơi. Đây, chạy mày chạy đi đâu? Từ từ các bạn ơi. Nay già được quá nhân trai nhờ. Được quá nhờ. Mẹ a đủ ngộ khỉ với chúng tôi. Không sao các bạn ơi, tại vì thằng này mấy thằng này khôn lắm. Nó đi một đứa, nó giả vờ một đứa, xong mình lại công phát ra bốn đứa luôn anh em ạ. Bọn này khôn như con bò anh em ạ. À đủ ở đây đây. À đây một cháu, đây có một cháu nè. Từ từ các bạn ơi, để tôi kiếm góc khe đó các bạn ạ. Chứ không chơi lại bọn này đâu, ba bốn đứa lận các bạn ạ. À, cả mình đang cứu cả team luôn các bạn ơi. Đó nên là nó gọi là hơi khó. Đã thế là còn ba bạn nữa nữa. Áp lực mẹ gọi là gắn trên vai các bạn ạ. Nên là không thể nào gọi là bắn. Ơi anh ơi, đông vậy. Ui cái thằng hồi nãy đầu game tôi giết nó kìa, sao nó ở đây vậy anh em? Cái đầu sao thế trời. Từ từ các bạn ơi, tôi cuốn máu các bạn ạ. Ui trời ơi là trời. Từ từ các bạn ơi, từ làm gì cắn chứ gần hai. Ui cứu xong rồi hả? Mày cứu xong rồi. Cứu xong rồi, bắt đầu giờ tao bật trình độ của tao lên hát đây này. Đâu bá hết vô đây, chúng mày bá hết vô đây. Từ từ các bạn ơi, tôi cuốn máu ấy, bắt đầu tôi ra tôi chiến các bạn ạ. Bắt đầu giờ tôi ra tôi chiến nó. Ai đã đây? Lên bảng điểm số này, phun đỏ luôn. Gạt luôn. Ui má mày. Cả ép. Đùa à? Con gái con đứa nha, con gái thì con gái nha. Chơi game mà cả ép là thế nào nhỉ? Nhiều cái không muốn nói đâu nha. Đậu sao thời đấy chơi. Nếu mà đồng đội tôi mà là con trai đến giờ này, tôi bật mít lên tôi chửi được các bạn ạ. Chửi từ cái khúc đầu rồi chứ không phải chửi từ bây giờ đâu các bạn ạ. Khỏe đậu sao thời đấy chờ người ta bắn hai viên đúng yếu luôn. Nó vô nó cầm cây thông sơn, nó vừa nhảy xuống nó một viên cái ép kêu mình. Đây cày ốc đi mãi cổng trời không có người anh em à. Đậu săn thật đấy trời. Đù dưới đây có người rồi. Dưới đây có người rồi. Đù. Ấy từ từ hai làm gì căng như bạn hai. Đậu săn trước mặt mọi người. Một cháu lên bảng điểm số. Hết cái trọt luôn. Chạy đi đâu. Hình như bên đây vẫn còn người anh em à. Chạy đâu nữa đấy. Mày chạy đâu. Ui. Má sao nó cầm khổ gì cắn đau vậy. Em mình cầm M1887 level 4 mà bắn không xi nhê gì bọn nó luôn các bạn ạ. Đấy, một cháu nữa nè. Ui mà công nhận nếu mà anh em nào, nói chung là anh em nào có trình thì súng gì cũng chơi được hết các bạn ạ. Chứ không phải cần thiết là skin đâu các bạn ơi. Mẹ mình nó không có trình nên là mình phải cầm skin mình quẩy quẩy cho anh em xem thôi các bạn ơi. Đấy, anh em nào muốn tôi kiểu cầm không skin lấy top 1 các thứ cứ bình luận xuống. Mà đùa nhau à. Mà nó cầm chu gô nó một phát nát giáp luôn. Anh em nhìn cái giáp của thôi không còn giáp luôn. Mẹ em đùa, hay hên quá mấy bạn nữ có xù đấy. Hay mấy bạn nữ này có tố chất, tuy là mấy bạn bắn không được hay nhưng được cái mấy bạn gọi là trợ thủ trợ giúp cho mình gọi là chiến thắng anh em ạ. Mùa sau chắc có lẽ là tôi vừa leo thất đấu, tôi vừa leo top súng nha luôn nha các bạn nha. Các bạn muốn tôi leo top súng nào thì các bạn cứ comment xuống bên dưới nha các bạn. Khổ nào mà kiểu ok la thì các bạn comment xuống bình luận là nhiều like nhất thì mình sẽ cố leo lắm nha các bạn nha. Tại vì vô thời gian đó thì mình cũng phải đi học các bạn ạ. Đấy nên là cũng gọi là ít thời gian để chơi game hơn đó các bạn ơi. Đấy nên là anh em gọi là nhiệt tình nhấn like và đăng ký cho các bạn ơi. Nhiệt tình nhấn like và đăng ký đi. Mình sẽ cố gắng gọi là leo top súng lên top 1 server nha. Chứ mình nếu mà leo lên top 1 thì hơi khó đó các bạn ạ. Tầm trong top server thôi là ok rồi. Tầm top 100 là ok là rồi các bạn ơi. Tại vì nếu như mà leo giống cu lì đồ các bạn ạ. Là tại vì ăn cu lì giờ là ăn nguồn thu nhập của YouTube đó là ăn gọi là trên đỉnh luôn rồi anh em ơi. Mấy chục triệu tháng, mấy trăm triệu các thứ rồi anh em mà. Nên là anh có thời gian chơi game nhiều, anh làm clip là kiếm tiền nhiều. Anh em nhìn cái số lượng view của cu lì với của tôi ấy, mình là hạt cát, anh là nguyên đá bầu trời luôn anh em mà. Nên là tôi không thể gọi là chơi game nhiều như anh được. Nên là anh leo lên top 1 server quá là điều bình thường luôn. Còn đối với tôi leo hơi khó đó các bạn ạ. Đấy,
nên là chắc mùa sau leo tầm lên top server thôi là ok lắm rồi các bạn ạ. Còn đối với anh Cu Lì lên top 1 server quá đơn giản rồi. Anh Cu Lì mới trình độ bắn hay các thứ mà anh em, game đời đầu mà highlight các cụm anh em, hình như là kỹ năng hàng đầu Việt Nam rồi đó các bạn ạ. Khó mà ai mà qua được. Nếu mà nói về Cu Lì thì highlight gọi là chất lượng nhất Việt Nam rồi. Cu Lì với C4 các bạn ạ, hàng đầu về highlight đấy. Hình như là trước mặt đồng đội tôi có bắn nhau anh em à. Đây là tôi qua tôi test thử luôn một cháu nè. Ui mày á đù đâu vậy anh hai? Đậu săn. Ui tính ra đi bắn tem 4 mình ít kill lắm nha các bạn nha. Hôm nay đi solo squad còn được mười mấy kill. Giờ gần hết địch rồi mà giờ mới được có 9 kill anh em à. Em cay thế nhở. Trận này ít nhất nó phải được 10 kill chứ. 9 kill là quá ít các bạn ạ. 9 kill là quá ít luôn. Thả bom này mày chạy đi mày. Đom đóm chúa luôn. Chạy đi đâu? Ai à? Chạy đi đâu? Ai à? Các bạn ơi, để cho lé ra tôi cho nó một phát là bay đầu luôn à. Bay cái đầu luôn. Nó đùa tí thôi, full người anh em à. Ấy hình như bên đây vẫn còn người à. À đủ vẫn còn người, còn hai đứa nữa các bạn ơi. Lên bảng được số đủ. À mình vô tâm ông ngắm cũng đặc cấp hết chứ. À hình như bên đây có người này anh em. Đúng luôn, còn thằng cuối các bạn ơi. Còn thằng cuối để tôi xử lý one shot cho anh em xem nè. Còn đứa cuối tôi one shot cho anh em xem nè. Đấy, cho anh em biết là thằng này không phải là ăn hên nha. Nhiều pha tôi one shot ảo thì anh em bảo tôi ăn hên. Lúc mà tôi bắn người thì anh em bảo tôi bắn ngu. Đấy nên là lần này tôi sẽ thể hiện cho anh em cái trình one shot của tôi đã. Ok luôn các bạn nha. One shot gọi là ok luôn á. À one shot thằng này nữa là tôi được 12 kill luôn các bạn ạ. Quá ngon 12 kill cũng được các bạn ơi. Chạy đâu rồi? Ui ơi mẹ đâu vậy? Đậu săn ngon mày né ra. Mày né ra à đây. Có đủ chạy nhanh vậy. Mày chạy nhanh vậy. Chạy nhanh vậy. Đấy anh em nhìn tôi one shot nè. Nhìn tôi one shot nè. Mày chạy đi đâu nữa? Mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu? One shot. Đấy, ok chưa anh em? One shot đàng hoàng nha. Thì chắc clip của tôi cũng xin tạm dừng đến đây thôi. Bạn nào mà thấy clip này hay thì đừng quên để lại cho tôi xin một like cũng như là một đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Anh em nào muốn mua khẩu này thì cứ mua nha. Không có tiền thì đừng có mua. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Bạn nào đang tìm những con ẹc ngon như này ấy, tất cả đều dưới phần comment nha các bạn nha. Ghi mở đầu trang và đang tăng tỷ lệ trong cái dịp hè này khuyến mãi sale đến 90% nha các bạn nha. Bạn nào mà nó top nạp thẻ thì mình sẽ tặng bạn ấy một món quà bí ẩn nha. Tất cả đều ở dưới phần comment các bạn ạ. Các bạn có thể các dịch vụ khác như là Roblox, Liên Quân các thứ từ lưa các bạn ơi. Thì tất cả những thứ bạn cần đều dưới phần comment. Nhanh tay đi men hai ạ, sắp hết hè rồi đó.